Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C Mazda quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mazda 3. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, tại thị trường Việt Nam mình đang phân phối dòng Mazda 3, nó có hai phiên bản quý vị và bạn nhé. Phiên bản 1.5 và phiên bản 2.0. Phiên bản 1.5 thì lại rất là nhiều rồi quý vị và bạn ạ. Phiên bản 1.5 thì có hatchback, phiên bản sedan, nhưng riêng ở phiên bản 2.0 như chiếc xe mà tôi đang giới thiệu đến quý vị và các bạn đây ạ, chỉ có phiên bản 2.0 sedan quý vị và bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký từ năm 2018, lăn bánh được 4.6 km rồi quý vị bạn nhé. Ở cái phiên bản 1.5 thì option không bao giờ nhiều được cái phiên bản 2.0. Phiên bản 2.0 là phiên bản option đầy đủ nhất quý vị bạn nhé. Option tương đối là ngang với một chiếc xe Mazda 6 đấy quý bạn nhé. Ví dụ như xe đã được trang bị khóa thông minh, đề nổ start top này, đèn pha bi xenon này, đèn pha bi xenon và có cả đèn led đây các bạn nhá. Đây là cái đèn led này, nó khác biệt với phiên bản 1.5 này và có hiển thị tốc độ trên kính đấy ạ, hiển thị các thông tin trên kính đấy ạ, head up display và cửa nóc này, ghế da là ghế chỉnh điện, điều hòa tự động, sang số thể thao trên vô lăng. Rất là nhiều cái option mà chiếc xe Mazda 3 này được trang bị gần giống như một chiếc xe Mazda 6 quý vị các bạn nhé. Và la răng cũng to hơn quý vị các bạn ạ. Đấy, la răng của chiếc xe Mazda phiên bản là 2.0 này là la răng 18 quý vị bạn nhé. Nó khác với phiên bản la răng đúc của chiếc xe 2010 bản 1.5 quý vị bạn ạ. Phiên bản 2.0 nó khác phiên bản 1.5 cả từ la răng. Đấy. Và chiếc xe này lốp nguyên bản của xe vẫn còn quý bạn nhá. Chiếc xe mới lăn bánh có 4.6 thôi. Từ 2018 đến bây giờ 4 năm sử dụng và 4.6 km lốp theo xe vẫn còn quý vị và các bạn nhá. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Mazda 3 2.0 2018 này, chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, thứ ba là toàn bộ keo chỉ, động cơ, máy móc còn nguyên bản hết quý vị và các bạn nhá. Không tai nạn, không ngập nước. Đấy. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 579 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc trả trước là 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi thôi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 phiên bản 2.0 2018 tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 3 phiên bản 2.0 sedan sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. We'll be right back.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Mazda 3 phiên bản 2.0 2018 và chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, lăn bánh đúng 4.6 km quý vị và bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 579 triệu đồng quý vị và bạn ạ. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi quý vị và bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.